không trong à, không trong mà cả nhà. Ăn biết rồi. Chào cả nhà nha. Thì em được cậu em cho mấy cái ghế này, cái bằng ghế đai gì đó cả nhà, làm từ bằng cây dừa á, là cái đọt dừa người ta cắt rồi nó còn dư phần đó đó, cậu đem về cậu tiện thảnh này nè. Này đúng 7 rồi. Nhiều hơn đó. Hình như là vậy nè. Đó, thì có cái này nó bự và hai cái này nhỏ. Nên em có ý tưởng đó là làm cái này thành một cái bàn. Tính làm cái bàn xoay, nhưng mà làm trước cái bàn đi, chừng nào xoay thì làm sau nha cả nhà. Tại vì nó dễ lắm, chỉ cần gắn mặt đạn vô cái là nó xoay 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 hơi liền. Đây sẽ có ba cái ghế và một cái bàn. Bây giờ hiện tại em sẽ đóng cái mặt bàn nha cả nhà. Em nói cái khỉnh này là làm cái bàn là cái chỗ này nè. Bây giờ em sẽ vô trong trống đóng cái mặt bàn. Đó. Nặng lắm, thấy gì chứ nặng lắm, nhìn cũng đã lắm. Chiều sáng sớm cái ra ngoài ngoài xương rồi lấy cà phê nào chiêu rồi ha. Ờ đã luôn cả nhà. Em còn làm nhiều thứ ở đây nữa, còn trang trí nhiều dữ lắm luôn. Giống mình là làm mỗi ngày chút. Rồi. Bây giờ em sẽ đi đóng mặt bàn nha cả nhà. Thì các bạn cũng làm xong rồi nha cả nhà. Bữa nay là khai trương khách hành luôn. Còn mai mốt chắc em nghĩ là một là có thể làm kim cái xích đu, chứ làm một cái sàn nước nữa, là sàn ở dưới á, là dưới có thể là nấu nướng ở dưới, còn ở trên thì nằm nghỉ ngơi rồi này nọ, chơi phiêu phiêu rồi nha cả nhà. Em có thấy bình luận có anh là kêu làm lỗ tai heo chấm với mắm nêm. Thì em cũng không nói dấu gì, mới leo lên cung trăng cắt hai lỗ tai của Chư Bát Giới, mà đợt này nó hơi thành tinh xíu á, nó ra tới ba lỗ. Nó giỡn thôi nha cả nhà. Em mua được ba cái lỗ tai heo đó, bây giờ em sẽ làm lỗ tai heo nó nói chung cũng cay nha cả nhà, hơi bị ngon luôn, hấp đặng chấm mắm nêm nha. Thì em bây giờ em sẽ nêm lên một chút xíu muối đặng ướp cho cái lỗ tai nó ngon nha. Hạt nêm, đường ít thôi, đừng chấm đòn, bột ngọt nha, xíu nước mắm, một miếng nước tương nữa nha. Đây. Tại này tới ba lỗ tai nên hơi đậm xíu, nghe cái mùi nó thơm dậy lên một cái. Không lẽ kẹp sống ăn luôn ấy chứ. Này chắc thành tinh luôn. Thành tròn luôn. Bây giờ sẽ ướp vô đây luôn nha. Bây giờ sẽ ướp nha cả nhà. Dục tóc bất mốc dục. Bên đây có được cái phần thịt nên hồi ăn chắc ngon lắm. Đó. Ướp cho nó thấm đều rồi đem lên hấp nha. Đây bây giờ em sẽ hấp nữa nha. Quá nhìn quá hấp dẫn luôn á. Chưa gì là muốn cạp rồi. Quay chỗ khác thì đến hai cạp cái. Lấy nắp lại. Chờ xíu nha cả nhà. Này, chờ đợi giây phút này thôi nha cả nhà. Wow. Quá thơm luôn rồi. Nứt cái mũi luôn rồi. Bây giờ em sẽ gấp ra nha. Là chuẩn bị làm mắm nêm. Đó. Nhìn mát mắt luôn cả nhà ơi. Một em. Hai em. Đó. Ba em. Thì chuẩn bị làm mắm nêm nha cả nhà. Đó, thơm khóm vậy. Giờ vô mắm nêm luôn nha cả nhà. Viên chai luôn. Mắm nêm nó hơi mặn nên em bỏ xíu miếng đường nha. Xíu bột ngọt.
Đây, thêm ớt nha cả nhà. Đây thêm ớt ít thôi. Một chút xíu thêm nêm thêm tiếp. Sệt rồi cả nhà ơi, quá đã luôn. Bây giờ em sẽ đem xuống nha. Xong rồi nha cả nhà. Đó, mắm nêm nãy em có để riêng cho cha mẹ rồi. Còn lỗ tai heo thì khỏi nói luôn. Nhìn cái mướt mắt luôn cả nhà ơi. Em sẽ cắt nó ra. Ôi nhìn nó đã ghê cả nhà ơi. Chảy nước miếng luôn. Thôi phân nửa rồi ha. Cắt phân nửa làm hai để cắn cái thì cho đã. Cái này còn bự dữ nữa nè. Nóng. Mới là lo rồi cả nhà ơi. Ngon nè. Thối nhiều. Hôm này để riêng đi. Thôi cắt. Chút hồi cha mẹ ăn sao cắt sao. Đó. Đây. Em có thấy có anh nào bình luận á là ăn lỗ tai heo chấm mắm nêm đi. Thì em cũng mời anh đó, cũng mời cả nhà ăn chung luôn nha. Đây. Mời cả nhà nha. Nó ngon ghê cả nhà. Dính dính xương. Mà dính xương thiệt. Đã lắm cả nhà. Ăn vô nó béo một cái luôn. Vô đây cả nhà. No luôn khỏi ăn cơm cả nhà. Lỗ tai này ăn chậm thôi em. Hôm mốt mà có gì em sẽ lắc lỗ tai của em ăn nữa. Thầy ơi, thầy em nhỏ lắm. Nhỏ cũng ăn nữa. Chưa phá quá phải phá, em muốn chịu hết nổi luôn à. Vô cái nha. Hở rồi, bị dứt, hở rồi, bị dứt rồi. Nói thứ ba đúng là kêu là ba báo chắc luôn. Chung là chắc kiếm cái phá nữa nha cả nhà. Mình tin khỏi ăn luôn. Nó giỡn mà. Quá đã. Cắn cái ngập mồm luôn. Cái này là phần lỗ tai nha. Cái này mới kiểu mà nó dai giòn sừng sực nữa cả nha. Nghe ăn nhai rộp 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 luôn. Đỏ quá. Ngon quá, muốn hết nói lời thôi. Cái trò em thì giống hệt hoàn thiện từng chút nha. Quên nữa. Thì cái bè là hai anh em đã đem lên bờ luôn rồi. Nên không có xuống dưới ngồi ăn mà cái nhà ăn chung. Để ngày mai hoặc là ngày mốt á, hai anh em sẽ chuẩn bị cho nó hoàn thiện luôn, đang tiến hành vào những clip sau nha. Đó quá cả nhà. Thấy thèm quá cả nhà. Nếu mà cái nhà có thèm thì cái nhà thông cảm với em không? Còn em thèm mà cãi đó. Không liên quan nữa. Anh em không mà anh ơi. Anh em không mà. Đâu có mất mát gì đâu. Đúng rồi, không mất mát gì đó đâu. Nó bởi mất mát rồi tinh thần. Mới cắt tỏ về mới rửa tay rửa chân xong. Vô làm phát một. Thôi mà em kho ngon không? Ngon. Kho cái chân thui thùi lùi. Không thấy gì chứ. Chào cả nhà nha. Ăn đi coi cho nó ngon. Đã lắm. Nhưng mà một người ăn một cái hơi bị chua như vậy nha. Cái này đi. Đây, chấm một xíu. Đây, mời cả nhà nha. Vô cả nhà. Nó mềm mà nó béo lắm cả nhà.
Không hứt. Đó. Chứ mắm nêm này, mắm nêm hả? Mắm nêm. Hai nạp ngon. Mời cả nhà nha. Tại mắm nêm này, tại mắm nêm này hầu như là không có làm nhiều. Làm vừa ăn. Ta có làm sẵn rồi. Sao mũi dữ vậy trời. Trời. Sợ hơi mũi. Bù một cái luôn. Vô cái nhà. Trời ơi trời. Nó cắn một cái nữa. Nè nè. Cái hỏi không biết có bị gì không. Trời ơi. Mày giờ mới đâu. Cắn gì vậy? Hôm nay ra để cắn quá trời cả nhà. Rồi mới đám cỏ nè. Trời ơi trời. Ăn cá ngon lắm nha cả nhà. Cá kho ngon hơn. À, cá kho ngon mà. Ăn kho mà không ngon sao được. Đúng rồi. Nghĩ dữ lắm cả nhà. Mày nhà miếng dưa nha. Quá chưa nhiều. Rồi ăn nữa vậy nè. Còn hai nem nhảy nhạc nữa nha. Còn hơn rắn làm chài nữa. Trời ơi. Có kiến không nữa. Mũi quá trời nữa nha. Thì ca là hai anh em là có làm phụ việc nhà buổi sáng nên chưa chưa mới làm được clip cho cả nhà xem. Nên hơi tối cả nhà thông cảm nha. Mời cả nhà nha. Nhưng mà nó có cái lớp gân nó giòn cả nhà. Ủa sao kiến dạng này nữa. Quá trời. Đủ loại hộp rồi. Thấy đồ ăn ngon quá thì vậy nha. Sao? Ghét cái này. Không xong à. Không xong à. Biết cả nhà thấy không chứ nó bay lên đây luôn nè, vòng vòng đây luôn nè. Nó bay luôn á. Theo ăn thôi. Này có một cái lớp gân nó giòn nó dai ngon lắm cả nhà. Cực kỳ ngon luôn. Rồi bữa nay ăn cảm giác nó không? Ăn mà thêm tập thể dục nữa cả nhà. Đỡ béo phì. Đỡ béo phì. Sao chứ lại kiến đồng dưới vậy? Con bẩn giò luôn rồi chứ nha. Quá. Giống bị động kinh vậy. Ăn cái gì? Thế rồi. Không ngờ chưa có bữa nào ăn kém nó cực kìa nha cả nhà. Không xong à. Không xong rồi cả nhà. Ăn biết rồi. Dưới đây sao kiến dữ vậy? Ở trên đó không kiến, dưới đây kiến. Trên đây mũi. Mũi dưới đây kiến. Vậy luôn rồi. Hai anh em sẽ kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Tại vì lừa cái chỗ không có lý tưởng à. Dọn cái nhà. Dọn cái nhà ơi. Nãy cái thánh thành trong cái chờ cái bàn này, vô bàn ăn được rồi. Bà đặt cho bưng ra ngoài này. Cho nó cắn. Đây cũng cảnh mới. Bây giờ em xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy niềm tin và hạnh phúc, cũng như là đừng có bị kiến cắn gì em nha. Bây giờ. Đâu kiến dữ vậy trời. Đây đi ghét em bưng chạy ạ. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Clip có gì thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.